tinh, bật năng lượng, sống bứt phá. Lần thứ hai liên tiếp là đội về đích cuối cùng, nhưng đội nâu vẫn còn có cơ hội tiếp tục đồng hành với cuộc đua. Tuy nhiên, chặng đua tiếp theo sẽ rất khó khăn với họ vì không được cung cấp tiền và phương tiện di chuyển. Chặng đua mới với điểm đến mới, thiên nhiên khắc nghiệt với những thử thách cam go đang sẵn sàng chờ đợi các đội đua. Đội đỏ liệu có giữ vững được phong độ và đội tím có tìm lại được may mắn trong chặng đua tiếp theo? Đừng bỏ lỡ những giây phút hồi hộp và những khoảnh khắc tuyệt vời của 8 đội chơi tại cuộc đua kỳ thú Việt Nam. Đón xem cuộc đua kỳ thú 2015 vào lúc 21:10 thứ sáu hàng tuần trên VTV3.